Để bắt đầu một cảnh đêm, chúng ta nhấn phím S và xóa đi những thứ không cần thiết. Tôi nhấn S zoom ra ra. Tôi sẽ cho bầy chim này biến mất. Ok, tôi đã nhìn bao phủ rồi. Chúng ta cùng nhau chọn về tab object. Chọn về people and animal. Và tôi chọn lệnh di chuyển. Các bạn nhấn phím Ctrl và kéo hết tất cả đối tượng chim này đây. Sau đó bạn bỏ tay ra và nhấn biểu tượng xóa và chọn vào một trong những chú chim này. Tất cả được xóa thật nhanh. Tôi nhấn phím W giúp lại gần. Ok. Điều tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi giờ giấc sao cho đêm tối xuống và chúng ta sẽ cùng nhau bố trí đèn. Để làm một điều này, các bạn về tab này. Weather. Tôi sẽ thay đổi vị trí sân Helding để sao chúng ta thấy mặt trời. Sau đó, qua phần này chúng ta sẽ hạ thấp xuống. Khi nào thấy trăng thì thôi. Ok, đã tối thui như một nhà cháy rồi. Loại đèn đầu tiên mà chúng ta cùng nhau bàn tới đó là đèn dạng Omi, phát sáng đều qua bốn hướng. Chúng ta về phần Tab Object. Các bạn chọn phần đèn. Tôi bấm vào đây. Và chuyển qua tab đèn. Ở đây chúng ta có Spotlight dạng như đèn IIS bên phần mềm Brightmark hay SketchUp. Còn bên này chúng ta có Omi Light. Nếu như các bạn chọn loại đèn Omi này thì phần highlight sẽ lớn hơn, còn tôi sẽ chọn phần highlight nhỏ hơn. Bấm vào đây. Chúng ta bố trí vào những vị trí đèn ngoài này. Các bạn click chuột trái. Vậy là chúng ta có đèn rất nhanh đúng không nào? Sau khi có đèn rồi, tôi bấm vào phần Edit và bấm vào nó. Các bạn có thể đổi màu đèn, tăng cường độ sáng. Các bạn thấy có tiện không ạ? Tương tự, tôi có thể đặt thêm đèn nữa tại những vị trí này. Ngoài ra, chúng ta sẽ vào trong phòng và đặt thêm tất cả các đèn bên này. Các bạn nhấn Shift V kép. Nhấn S. Xin lỗi các bạn, chúng ta phải nhấn E. Tôi nhấn V kép lại. Nhấn Space và E thấp xuống từ từ. Tôi nhấn A chuyển qua bên này. Và nhấn V kép zoom gần lại đèn đây. Bây giờ chúng ta đặt bên trong này một cái đèn nữa. Và tôi chỉnh màu ngay lập tức. Và bên này chúng ta cũng có đèn. Tôi nghĩ rằng đặt đèn trong Lumion không có gì khó khăn cả. Rất tiện lợi. Chúng ta xoay và tiếp tục đặt đèn ở đây. Tôi muốn cho không gian ấm hơn một chút. Và bên này cũng có một cái đèn nữa. Và tiếp tục chỉnh sửa. Bây giờ chúng ta sẽ lên tầng trên. Tôi nhấn phím Q. Xoay qua. Chúng ta nhấn phím Space và E thấp xuống. Đặt tiếp đèn ở vị trí này. Và cũng chỉnh sửa. Bây giờ tôi nhấn phím S.
chúng ta cùng nhau quan sát lại. Ở trong này chúng ta cần đặt thêm một cái đèn nữa. Các bạn chọn và đặt thêm. Chỉnh sáng lên chút. Đặt đơn giản phải không các bạn? Vậy là rất nhanh chúng ta đặt thêm một vài đèn Omi. Sau khi chúng ta đã kết thúc quá trình chỉnh sửa, các bạn có thể bấm về lệnh di chuyển hay một lệnh nào đó khác để chúng ta kết thúc quá trình chỉnh sửa.